Cùng với nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố, sáng nay, quân Cẩm Lệ long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Đến dự có Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh quân khu 5. Về phía Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Được giao nhận quân năm nay, quân Cẩm Lệ có 171 thanh niên lên đường nhập ngũ trong đó có 131 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 40 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân phát huy truyền thống cha anh trong nhiều năm qua tuổi trẻ quận cầm lệ luôn sẵn sàng quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc các tân binh lên đường làm nhiệm vụ hôm nay sẽ là những người nối tiếp truyền thống của các thế hệ bộ đội cụ hồ không ngừng phân đấu rèn luyện ra sức học tập hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin yêu kỳ vọng của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố khi nhận được thông báo chống tuyển thì trong tâm tâm trí em rất vô cùng là Nông nóng và vô cùng là háo hức mong tới ngày có thể được nhập ngũ để có thể là cống hiến một chút sức lực của mình cho đất nước. Năm nay, quần cầm lệ chú trọng vào hầu khám tuyển, ưu tiên phát lệnh gọi nhập ngũ đối với các thành niên có trình độ văn hoa cầu, lý lịch rõ ràng, sức khỏe thuốc và có nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội. Về công tác giao quân của quận Cẩm Lệ năm nay thì về sức khỏe thì có nhiều sức khỏe lộ 1, lộ 2 hơn về trình độ văn hóa thì trình độ cấp 3 và trình độ cao đẳng đại học là cao hơn năm 2022. Công tác động viên tư tưởng thanh niên lên đường nhập ngũ thì có 100% thanh niên viết đơn tình nguyện để tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2015 cao hơn năm 2022. Các thanh niên quận cẩm lệ được này được nhập ngũ vào 8 đơn vị gồm sư đoàn phòng 0375, lữ đoàn thông tin 132. Tiểu đoàn HH906, Biên phòng thành phố, Bộ tham mưu quân khu, Lữ đoàn thông tin 575, Trung đoàn bộ binh 911 và Công an thành phố.